Vâng, xin chào quý vị các bạn ạ. Vâng, hiện tại thì tôi đang có mặt tại sự kiện ra mắt dòng xe MGZS Smart Up mới. Như các bạn đang thấy thì chúng ta sẽ có hai phiên bản, là phiên bản Comfort và phiên bản Luxury. Với cái giá từ khoảng hơn 500 triệu một chút, và cho cái phiên bản cao cấp nhất đang đứng ngay bên cạnh tôi màu trắng đây, 619 triệu. Theo quý vị các bạn, một mẫu xe như MGZS Smart Up này với giá tiền đó thì chúng ta thấy sao ạ? Nhưng mà chưa hết đâu. Cá nhân tôi nhận thấy rằng đây là một chiếc xe có cái giá bán phải nói là hấp dẫn nhất trong phân khúc tại thời điểm hiện tại bây giờ. Bởi vì ngoài một cái thiết kế đẹp, trau chuốt, chỉn chu thì nó còn sở hữu rất nhiều những công nghệ hiện đại và cái sự thích hợp với cái điều kiện đường xá Việt Nam mình gầm cao. Đấy. Và những cái trang bị về mặt ngoại thất cũng sẽ mang lại cho chúng ta một cái góc nhìn mới về MGZS. Ở trước đây, cái phiên bản MGZS được mang vào thị trường Việt Nam thì đang sở hữu những cái trang bị phần đèn. Nó là một cái công nghệ cũng đã phát triển nhiều năm rồi. Nhưng bây giờ ở đây thì chúng ta đã có toàn bộ là công nghệ LED với cái thiết kế, cái sự hoàn thiện khá là chỉn chu và sắc nét. Các bạn có thể thấy ở ngay trong phần đèn đây, ngoài cái bi cầu LED thì chúng ta còn có những cái giả kim cương. Đấy. Rất đẹp mắt, được ốp ở bên trong. Cái chi tiết này khi mà chúng ta sử dụng đèn pha hay đèn cốt thì nó sẽ phản chiếu vào những cái khứa cắt kim cương này, nó tạo cho chúng ta một cái sự long lánh nhìn rất là đã mắt. Cái phần đèn mí LED đây cũng được lấy cảm hứng từ trường đua nổi tiếng của Anh Quốc. Các bạn thấy sao ạ? Rất đẹp, rất hấp dẫn phải không? Ngoài ra, những cái chi tiết như là cái phần cụm lưới tản nhiệt phía trước cũng được thay đổi. Nó mang một cái góc nhìn thể thao hơn. Xe cũng được trang bị đèn sương mù với bóng halogen ở đây. Chiếc xe MGZS bản Luxury này thì được trang bị cái khối động cơ 1.5 lít. Sản sinh công suất là 115 mã lực. Đi cùng với hộp số vô cấp CVT. Bây giờ tôi sẽ mở cái phần nắp capo này ra. Chụp anh cái nắp capo. Đây, mời các bạn. Chúng ta sẽ cùng động cơ 1.5 này thì trang bị ở trên một mẫu xe SUV thì với những con số đó thì tôi nghĩ nó không phải là những con số hấp dẫn. Thế nhưng mà một chiếc xe như MGZS chúng ta chủ yếu đi vào trong những cái điều kiện đường đô thị vận hành hàng ngày, đôi khi là những chuyến đi xa cuối tuần, thì cái khối động cơ này kết hợp với hộp số CVT đi đô thị tiết kiệm nhiên liệu, êm ái, mượt mà, không có cảm giác giật khi chuyển số ở những cái hộp số thấp. Ví dụ như trước đây là sử dụng hộp số 4 cấp. Đấy. Bây giờ số CVT ưu tiên đi đô thị hơn. Khi đi đường dài, đường xa thì chiếc xe cũng được trang bị tới 3 chế độ vận hành, trong đó có cả chế độ Dynamic giúp cho các bạn sẽ có những cái trải nghiệm thể thao hơn với chiếc xe MGZS Smart Up mới này. Đó. Rồi, có lẽ chúng ta sẽ cùng vòng sang bên hông xe đi. Đây sẽ là một cái video chúng ta sẽ xem nhanh những cái chi tiết, những cái trang bị ở trên chiếc xe này thôi. Lát nữa tôi sẽ làm tiếp một cái video để chi tiết hơn về cả hai mẫu xe ZF bản Luxury và Comfort. Ở đây là bộ la răng thiết kế mới được lấy cảm hứng theo cái búa Tomahawk. Đó. Rất là hấp dẫn phải không ạ? 17 inch. Chiếc xe này được trang bị hệ thống camera 360 và có chế độ giả lập 3D, tức là các bạn có thể hình dung như khi chúng ta đi vòng quanh chiếc xe khi mà chúng ta bật cái chế độ camera 360. Ở những cái chiếc xe ở trong cùng phân khúc bây giờ, chúng ta có thể tới chiếc Toyota Corolla Cross cũng được trang bị cam 360, nhưng mà sẽ có cái góc nhìn 2D, ta nhìn trên xuống thôi. Còn ở đây chúng ta sẽ có góc nhìn 3D, nó toàn cảnh và nó trực diện hơn. Đó. Lát nữa chúng ta sẽ vào nội thất sau nha, vào nội thất cũng có rất nhiều cái hay các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến ra phần đuôi xe đi. Mời các bạn. Ở đây thì không gian hơi hẹp, cho nên là các bạn hết sức thông cảm. Các bạn có liên tưởng cái hình ảnh nào dành cho cái cụm đèn hậu của chiếc ZS Smart Up này không ạ?
Với cá nhân tôi thì tôi đánh giá đây là một cái thiết kế đẹp, bắt mắt và nó có một cái chiều sâu. Đó. Phần phía dưới, cái để tăng thêm cái sự thể thao cho chiếc xe thì ốp cản dưới cũng được thiết kế với cái phần ống xả giả hai bên và những cái khe hướng gió ở đây. Cảm biến, bốn cảm biến phía sau và camera lùi. Đây, với MGZS chúng ta sử dụng chính cái logo này để mở không gian cốp. Không gian cốp của xe thì tôi đánh giá là khá ổn. Khi chúng ta có thể sử dụng cái tấm này để nâng lên và tạo ra một cái mặt phẳng gần hơn với cái phần cửa này, chúng ta đem đồ nặng dễ dàng hơn và khi cần hạ xuống để tăng cái dung tích để đồ. Dung tích để đồ khi mà chúng ta sử dụng full cả hai hàng ghế thì sẽ là khoảng hơn 500 lít. Còn khi mà chúng ta gập cái hàng ghế thứ hai xuống thì là 1.166 lít. Cũng là những cái con số tốt ở trong phân khúc. Rồi. Tôi xin phép sẽ đóng cái phần cốp này xuống và chúng ta sẽ cùng tiến vào cái phần hàng ghế thứ nhất của chiếc MGZS này các bạn nhé. À, trước khi tiến vào thì chúng ta có thể thấy những chiếc xe SUV đa dụng như bây giờ thì cũng sẽ được thường sẽ được trang bị cái phần thanh gắn nóc này, giúp cho chúng ta gá những cái bộ phụ kiện ví dụ như của thu ly để tham dự những cái chuyến hành trình đi chơi dài. Ngay khi chúng ta mở cái phần cánh cửa ra thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ngay cái không gian nội thất bên trong của chiếc xe này đang được thiết kế theo cái hướng hiện đại hơn rất nhiều so với cả cái phiên bản trước đây. Đầu tiên tôi phải kể tới ngay, đó chính là cái phần ghế được thiết kế dày, cái chất liệu da sờ vào thì khá là thích tay, nhưng mà cái điểm nhấn ở trên ghế thể hiện được cái sự thể thao, đó chính là những cái đường chỉ đỏ phối với cả cái phần da được làm họa tiết carbon. Đây cũng là một trong những cái chi tiết mà tôi đánh giá cao ở trên một mẫu xe có cái giá bán là 619 triệu, rất cạnh tranh trong phân khúc. Đây, mời các bạn có thể tiến vào cái vị trí ghế phụ ở bên đây. Tôi sẽ đóng cái phần cửa sổ trời này vào để không cái âm nhạc bên ngoài không ảnh hưởng tới video của chúng ta. Các bạn sẽ có những cái nghe nó rõ ràng hơn. Đây, mời các bạn hãy ngồi ở vị trí này để chúng ta cùng khám phá cái phần táp lô phía trước của MGZS nhé. Chất liệu ở trên đây là chất liệu nhựa mềm giả da. Ở trên những cái mẫu xe trong phân khúc của MGZS này tại thị trường Việt Nam ấy thì không có nhiều những cái chi tiết để lại cho chúng ta những cái cảm nhận về sờ chạm tốt. Ví dụ như những cái vật liệu nhựa cứng các thứ thì xuất hiện rất nhiều, nhưng mà ở trên ZS không phải nói quá đâu. Tất cả chúng ta đều là những cái da và nhựa mềm. Ở đây cũng là da, vân giả carbon các bạn nhé. Kết hợp với chỉ đỏ, đây là những cái chi tiết mà khiến cho chúng ta liên tưởng tới cái mẫu xe thể thao. Đấy. Và ngay khi các bạn ngồi vào vị trí ghế lái thì các bạn sẽ thấy rằng cái thiết kế từ phần màn hình cho tới vô lăng đều hơi trụm về phía góc lái người lái một chút để cho chúng ta có được cái điều khiển dễ dàng hơn. Như vị trí của tôi ngồi, tôi đưa tay ra có thể điều chỉnh toàn bộ ở trên cái phần màn hình cảm ứng này, cũng như là cái phần nút bấm ở phía dưới được thiết kế theo cái kiểu phím đàn. Đấy. Rồi, ở cái phần màn hình này thì các bạn có thể quan sát ngay, và đây là cái phần camera 360. Đây là đang hiển thị 2D và chúng ta có thể chuyển sang hiển thị 3D. Đây, những góc nhìn xung quanh khá là tốt đúng không ạ? Mặc dù không được quá là đẹp như những chiếc xe như kiểu Land Rover Defender, nhưng mà thôi, với cái giá là hơn 600 triệu như thế này đã là một cái trang bị rất là xịn sò rồi đúng không ạ? Rồi. Các bạn có thể kết nối Apple CarPlay, Android Auto lên trên màn hình 10,1 inch này. Có một cái điểm này mà tôi cảm thấy hơi đáng tiếc một chút nhé các bạn nhé. Đó chính là cái phần cần số. Kể ra phần cần số được thiết kế một cách thể thao hơn thì nó sẽ phù hợp hơn với những cái chi tiết đã vốn thể thao ở trên chiếc MGZS này rồi. Ở đây thì chúng ta có cái phần phanh tay điện tử và auto hold, cũng là một cái trang bị khá ở trong phân khúc.
hỗ trợ đổ đèo xuống dốc rồi tắt cân bằng điện tử các thứ thì chúng ta cũng đều có hết ở đây các bạn ạ. Đấy. Và xe thì được trang bị 3 chế độ lái. Đấy, 3 chế độ lái được điều tiết từ động cơ hộp số cũng như là cái phần vô lăng của xe. Vô lăng nếu mà kể ra chúng ta có một cái lẫy chuyển số ở phía sau đây thì nó sẽ ấn tượng hơn nhiều, sẽ có một cái trải nghiệm tốt hơn, thực sự là vui vẻ hơn khi mà chúng ta cầm lái chiếc MG ZS Smart Up mới. Rồi, những cái chi tiết ở trong xe nữa mà tôi muốn nói với các bạn, đây à, chính xác là cái trang bị ở trong xe nữa mà tôi muốn nói với các bạn, đó chính là cái hệ thống điều hòa được trang bị cái hệ thống lọc bụi mịn PM2.5. Đó, cũng là một trong những cái trang bị hay đấy ạ. Trong phân khúc này thì đúng là MG ZS đang rất hấp dẫn ngay từ cái buổi ra mắt này đối với tôi. Phần bệ tỉ tay các thứ thì nó cũng không có quá nhiều sự đặc biệt lắm đâu, để tỉ tay khá nhỏ. Đây là cái phần chìa khóa, tôi có thể mở ra cho các bạn xem luôn. Đây các bạn nhìn cái thiết kế chìa khóa thon và được phối giữa màu đen và màu đỏ, nó thể hiện rõ một cái sự thể thao, một cái DNA thể thao của hãng MG. Bây giờ trên cửa chúng ta cũng không cần phải dùng chìa khóa để mở rồi, có nút bấm rồi. Trong xe thì có nút đề nổ rồi. Này. Rồi, quay lại một chút với phần vô lăng các bạn ạ. Các bạn có thể thấy rằng vô lăng được thiết kế bọc da và đê cắt. Đây cũng là chi tiết thể thao nhé. Ở trên xe được trang bị ga tự động cruise control. Này, ga tự động cruise control ở phía dưới đây. Các bạn có thể thấy. Tôi không thích cái vị trí này lắm bởi vì nó đang hơi xa cái vòng vô lăng. Khi mà chúng ta sử dụng, các bạn có thể thấy là bàn tay của tôi thì phải với. Cái này nó sẽ phù hợp hơn với những người có cái size bàn tay to hơn. Rồi, để tôi xem nào. Phần cửa kính thì chỉ ghế vị trí cửa lái là được trang bị một chạm thôi, lên xuống một chạm thôi. Còn ở ba cửa kính còn lại chúng ta buộc phải giữ. Rồi, những cái chi tiết thiết kế như kiểu cửa gió điều hòa dạng tô bin máy bay này thì các bạn cũng đã quen thuộc rồi phải không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến ra cái hàng ghế thứ hai nhé. Tiện đây tôi cũng giới thiệu với các bạn luôn, ở trên phiên bản Luxury này thì ghế lái được chỉnh điện. Đấy, còn ghế phụ thì chúng ta vẫn phải chỉnh bằng tay. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hàng ghế thứ hai. Sở hữu cái chiều cao của sở hữu cái thông số kỹ thuật về chiều cao đang nổi trội ở trong phân khúc của mình thì đúng như vậy, khi chúng ta ngồi vào cái hàng ghế thứ hai của chiếc MG ZS Smart Up này, chúng ta có một cái khoảng sáng đầu rất tốt, cùng với đó là cái phần cửa sổ trời được thiết kế lớn nhất trong phân khúc, đạt con số là 1,19m² dành cho cửa sổ trời này các bạn ạ. Cái việc mà tạo ra một cửa sổ trời toàn cảnh panorama như thế này lớn thì nó đòi hỏi cái phần kết cấu khung gầm của xe phải rất là chắc chắn để chịu được cái việc vặn xoắn khi chúng ta đi vào những cái địa hình đường xấu hay là khi chúng ta vào cua ở những cái tốc độ cao. Cái sự ổn định thân xe sẽ phải là một cái trải nghiệm khi mà chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn ở trong một cái video đánh giá chi tiết xe này. Khi mà chúng tôi có được cái trải nghiệm mà cầm lái thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Nhưng ở chiếc xe này, ngày hôm nay ở đây thì chúng ta có được rất nhiều những cái công nghệ hỗ trợ lái. Ví dụ như là hỗ trợ kiểm soát tự động phanh khi chúng ta vào cua. Đó cũng đã là một cái trang bị chắc chắn sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm tốt khi vận hành hơi kiểu performance một chút với chiếc xe này rồi. Rồi, cái ghế da thì nó vẫn vậy thôi. Nhưng mà cái điểm đáng tiếc ở cái phần ghế da này là tôi đang thấy rằng cái phần lưng ghế thì nó đang thiết kế hơi đứng và nó chưa có phần bệ tỉ tay ở đây. Nhưng mà thôi, chúng ta cũng đã có cửa gió điều hòa cho ghế thứ hai cùng với hai cổng sạc USB ở đây để phục vụ. Rồi. Bây giờ thì có lẽ quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá một chút, nhận xét một chút ở xuống ngay phía dưới phần comment của video. Và chắc chắn chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một cái video chi tiết hơn về cả hai phiên bản Luxury và Comfort.